Why? Được nhá. Còn là cái ba này. Cái này chắc mặn hơn đấy. Hey. Cái này một con nữa. Ô, được kiếm grenade tức 5 phản cứng. Vô cực hả ta? Vô cực cũng được nhưng mà kiếm nó ra grenade đây. Còn biết ngục rồi. Chia nào mấy đồ cái này lấy gì trời, cái này cái xa. Alright. Rồi. Phản cứng thứ 5. Tham vọng đi, tham vọng. Làm tí tham vọng. Kiếm con này 3 luôn. Vậy là tham vọng á. Vì cô Robin. Ôi trời, cái ly nước nó sau lưng luôn mà. Mạnh gì con. Mạnh gì con. Mạnh gì con. Uầy, nằm phật cứng. Rồi, Akali đột phá á. Đột phá cho Akali 2 á. Ủa, nhanh lên. Chàng gai tí. Ủa, khó chọn đấy. Này đi, chẳng mang phép số. Đi thời nữa đi, chẳng mang phép số. Tham vọng, tham vọng, tham vọng. Là thằng nào không về không ra gì cả. Đổi luôn rồi. Ghét lúc lút thế nhờ. Tăng cô châu hay nó còn sống à? Nó còn sống kìa. Sao không ra gì vậy ta? Hay là gặp bài nó tiếp à? Để luôn, ngại gì, bài mạnh mà. Nhỏ này nhảy vào S-View rồi. Ok, không có đi đâu rồi. Gì đi. Hay. Này này. Thằng kia còn sống à? Châu bị con. Ui, nó còn như này. Ồ, không chơi cô bao luôn mà. Như vậy nó là bạn lúc đúng không? Tôi sẽ cho nó về đánh còn lúc trước. Một cái bản lúc phải đi luôn rồi. MC